Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khảo sát kỹ hơn về chủ đề là định nghĩa phương thức ở trong chương trình Java. Thì chúng ta biết là phương thức ấy thì thể hiện một cái chức năng ở trong chương trình, và như lần trước chúng ta cũng đã tìm hiểu định nghĩa phương thức. Tuy nhiên phương thức đó thì chưa có tham số cũng như là không trả về một cái giá trị gì đó cả, phương thức đấy chỉ là để in ra thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp về phương thức. Tuy nhiên phương thức của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ có phần là truyền tham số vào và trả kết quả trả về. Chúng ta sẽ định nghĩa một lớp có tên là tính bình phương một số. Và trong lớp này thì chúng ta sẽ có hai cái biến, đó là kết quả và n. Đấy. Trong chương trình thì chúng ta sẽ gắn n bằng 3. Để cho dễ thì ở đây chúng ta sẽ định nghĩa một cái phương thức trước. Phương thức này là in. Vì sao phải có từ khóa static thì như mình đã giải thích. Chúng ta muốn gọi phương thức trực tiếp ở trong phương thức main thì chúng ta cần phải có cái từ khóa static. Và trong cái này thì chúng ta sẽ có một cái phương thức có tên là tính bình phương. Đó. Phương thức này sẽ nhận một tham số đầu vào thuộc kiểu nguyên và tên là y, và sau đó là sẽ trả về một cái giá trị, đó là y nhân y. Đó. Thì đây là cái phương thức mà để tính và trả về bình phương của một số của tham số đầu vào. Phương thức này có một tham số là một số nguyên và trả về bình phương của tham số đó. Thì có một điều chú ý là khi mà định nghĩa một phương thức thì các bạn nên là có các cái tham số, bởi lẽ tham số sẽ giúp cho phương thức trở nên linh động hơn. Tham số giúp thay đổi cái nội dung bên trong của phương thức và kết quả của phương thức. Tiếp theo là chúng ta sẽ gọi phương thức vừa rồi. Chúng ta sẽ đầu tiên là n bằng 3, và chúng ta sẽ gọi phương thức tính bình phương, nó truyền n vào. Để gọi một cái phương thức ấy, thì cú pháp của nó là tên phương thức, sau đó là chúng ta sẽ nhận kết quả trả về. Đó, ở đây chúng ta sẽ gán kết quả cho một biến là kết quả. Đấy. Thì như vậy là sau khi thực hiện xong phương thức tính bình phương thì kết quả trả về của phương thức này sẽ được gán cho biến có tên là kết quả. Sau khi gọi phương thức xong thì điều khiển của chương trình sẽ quay trở về cái nơi mà gọi phương thức. Có nghĩa là sau khi thực hiện xong phương thức tính bình phương thì chương trình điều khiển của nó sẽ quay trở về là phương thức main. Tiếp theo chúng ta in ra. Chúng ta in kết quả ra. Đó. Thì như vậy là chương trình sẽ tính bình phương của 3 và trả về cái bình phương này. Tiếp theo chúng ta lại gán tiếp bình phương bằng 4, và chúng ta cũng sẽ in ra cái bình phương của 4. Đó, chúng ta thực thi chương trình mà các bạn có thể nhìn thấy là ở đây chương trình này đã tính toán và in ra cái bình phương của 3 và 4. Thì đây cũng là một cái đặc điểm. Thực ra ấy là trong lập trình hướng đối tượng thì nó cũng đã bao trùm cả các lập trình hướng cấu trúc rồi. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng sẽ thấy là chương trình sẽ chia ra thành các cái phương thức. Kể cả trong một lớp cũng có các phương thức để thực hiện các cái hành động khác nhau. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu về là phương thức. Chúc các bạn học tốt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.